xứng rồi. Không làm mà không chịu rồi. Cái gì đó? Có ra cái mời cái ăn lẩu. Sao này là hơi thô thiển. Xin phép anh em nhưng mồm phồng hơi to. Quản ca rồi. Khoan cái cá thằng béo quản ca đi. Anh em ơi. 2 3 số. 2 3 số. 2 3 Ủa. Có thế nào chưa? Hết. Hết chưa? Càng chưa? Càng thế. Nhiều đá như mùa đông. Mạnh quá. Mạnh quá. À toàn nước đá. Mạnh nhé. Số. Ơi. À. Hà Còi chào mọi người nhé. Hà Còi đang ở OK con gia đình đạm mọi người. Hôm nay thì mấy anh em ở công ty cũ của Hà ấy, công ty cũ thời trang, mấy anh em thì đã cũng lâu rồi không gặp nhau. Công ty thì các bạn ấy thì cũng đi làm việc khác rồi một thời gian rồi. Bây giờ thì hôm nay mấy anh em lại bảo tụ tập nhau ở tại OK con gia đình đạm để liên hoan. Cũng chẳng có gì đâu mọi người. Thì dê thì cũng chán rồi. Các món linh tinh rồi cuối cùng lại bàn đi tính lại lại quay về cái món lòng mọi người. Đây là lòng này bạn Thắng này, bạn đặt nguyên một bộ luôn. Nguyên một cái cỗ lòng luôn, đầy đủ hết. Từ gan này, tim này, phổi này, các thứ này cho tới là lòng non này. Đấy. Thì đương nhiên là phải có cái món dồi rồi. Nhà vừa đến thì bạn Thắng đã băm xong dồi rồi. Dồi mỡ thôi mọi người. Không có gì đâu, có mỡ thôi, với rau thơm thôi. Hạt tiêu, gia vị, các thứ, ớt, yếc các thứ xong là mình sẽ nhồi vào cái lòng già đấy. Nhồi vào lòng già hoặc lòng non tùy. Thì bạn Thắng ấy, thì bạn ấy, nhà bạn gần lò mổ, bạn ấy lựa được những cái bộ lòng ngon. Nhìn cái tim này, cái con lợn này cũng không phải con lợn to lắm đâu. Nó cả cuốn họng này. Đây là lòng già, đây là dạ dày. Còn đây là dê. Dê đây. Buổi chiều buổi sáng thì là buổi sáng, buổi chiều là buổi chiều. Dê còn nóng hổ luôn đấy mọi người nhé. Vẫn còn ấm ấm đấy. Đấy buổi chiều thì đây là 2 con. Buổi chiều thì sẽ rơi vào khoảng 2 con. Như hôm nay chủ nhật thì nó phải rơi vào khoảng 2,5 con. Gần 3 con. Nói chung này là 2 con. Còn nửa con thì đã pha xong rồi. Tức là đã thái thành thịt rồi, tẩm ướp để trước để tí nữa làm nướng đấy mọi người. Rửa cái tay cái chót sờ vào lòng rồi. Đã có cách ăn sườn chảo đá rồi em. Cái món sườn chảo đá này, nhà Hà nó bán tương đối là chạy đấy mọi người. Đấy, một cái như này là 240.000. 240.000 mọi người. Nhưng mà nhiều lắm. Nhiều lắm. Không biết đâu. Mình ăn cái tỏi nó rất là thơm. Tỏi cái hành tây với cái hành đấy. Còn tí nó sẽ để cái gỗ kia mang xuống. Thắng thì đang làm cái chảo đá này ăn nóng hổ đến giây phút cuối cùng. Thì nó giữ nhiệt mọi người, nó giữ nhiệt đấy. Mùa đông mà hoặc là mùa hè thì mình ăn thức ăn nó nóng. Cái này nhồi vào lòng già hay lòng non rồi Thắng? Lòng non thôi. Lòng non cho nó bé nhỉ. Già to lắm. Đang nứt mồm mình đang nẻn nẻ này làm sao mà há được thế. Rồi lạc không à? Lạc á? Cho đi lạc à? Khác với Hà Nội nhá. Ừ. Hà Nội thì có thổi mỡ không thôi. Tiết canh đánh ấy, nhà Hà đánh tiết canh thì bao giờ cũng thế là cái nước xả với gừng như mọi người. Xong là sẽ có hạt dổi hòa vào không đánh. Canh vừa đánh xong mọi người. Cần được cho tí dầu ăn không? Không, ấy chứ, tiết chứ. À, tiết à? Ừ, đúng rồi, rồi lợn mà nhỉ. À, tiết lợn gì à? Nhiều thế. Nuôi con mà, bao luôn. Bao con luôn. Này có mà đổ đi. Chắc luộc tí nhỉ. Anh em bảo ăn gì nhỉ? Ăn lòng
luộc thôi hay là lòng gì? Nướng, vừa nướng vừa luộc. À, vừa nướng vừa lẩu. À, vừa nướng vừa lẩu. Cho ít thêm mặn đấy. Mình có nghĩa mình cho ít thôi, mình cho thêm nước vào. Mình nó tự nó đông. Sợ không, không phải sợ ấy mà sợ không đông mà sợ nó mặn đấy mọi người. Tiết bao giờ tiết lợn nó cũng mặn hơn tiết dê nhiều. Mấy anh em có mà ăn ngày à? Có bao nhiêu đâu, 7-8 anh em mà nhìn khổ lòng sao mà ăn hết được. Khách ăn dê hủ chấu mọi người ạ. Đây là dê hủ chấu đây. Một cái phần như này là 190.000. Cái phối xanh tất cả. Đây là một phần mất dê hủ chấu đấy mọi người. Kiện thể cũng quay lòng giới thiệu mọi người luôn. Ngay mà đến nhà hàng ăn rồi thì chả lạ gì rồi, còn ai chưa đến thì biết nhà hàng có những món gì. Và còn dê thì mọi người yên tâm tuyệt đối nhá, sáng bán thì là dê của buổi sáng, chiều là dê của buổi chiều đấy. Thịt để đây tí lọc luôn, ăn luôn tươi luôn, không có đây hàng mở tủ cho mọi người xem đâu. Tủ thì bảo quản một tí thôi, tí thì tí tí thôi. Ví dụ như cái chỗ này là vừa mới thái xong để tí nữa tẩm ướp đấy. Và đấy là Hà nói là 2,5 con gần 3 con đấy, thì nó là trong đây nó còn một tí nữa thôi. Đó. Tí nữa là cũng là của dê chiều nay luôn nhưng mà mình cứ bỏ vào đấy. Chắc lâu đấy. Đó, đây là cái chuyên dụng. Đồ chuyên dụng. Ấy cũng nhờ cái ông YouTube mà mọi người biết đến quán Hà thì dê thì nó lại tươi mới hơn, càng ngày càng đông khách hơn. Nên là đồ mình lại mà cũng luân chuyển được. Mọi người đông cứng rồi này. Úp chậu rồi này. Kinh không? Úp chậu rồi luôn. Tí nữa nướng lòng già nhỉ. Quên nó không cầm mắc khén là rổ ra rồi. Không vừa rồi cầm về để đóng kèm với thịt trâu. Hà thì đang bán, Hà đang bán thêm cái thịt trâu gác bếp mọi người. Tí nữa giới thiệu mọi người sau. Tối nay có chương trình gác bếp chứ? Có chứ, mang ra đây rồi mà. Tí nữa hấp nhé. Đây, Hà vừa quay cái video trâu gác bếp, trâu gác bếp của nhà Hà, nhưng mà chắc cái video vừa mới quay thì lại đăng sau cái video này. Đấy, rất có thể là sẽ đăng sau. À, đây là thương hiệu thời trang của Hà này. Hà có thương hiệu thời trang Rosibel và thương hiệu BC. BC thì thời trang BC và có thương hiệu đó là BC Food, tức là chuyên về thực phẩm. Đấy, đây là cái thằng BC Food này. Thịt trâu gác bếp, cái này là của chị gái Hà ở Mường Khương, Lào Cai, con nhà bác ruột luôn đấy, làm đấy mọi người. Làm xong là chuyển đây cho Hà, xong Hà sẽ tìm cách bán. Mọi người mà ai mà mua thì ủng hộ Hà nhé. Còn cái này là Hà hút chân không, trong này có cả thịt trâu, thịt lợn và lạp xưởng chân không, cái phần thừa ấy mọi người. Đấy thì hai cái này để tí nữa sẽ nhờ bạn Thắng các bạn đây hấp cho, để tí nữa anh em liên hoan luôn. Một cái sản phẩm trâu gác bếp này nhà Hà thì hiện tại thì đang bán là 700.000 một cân, tặng kèm gói gia vị chẳng chéo và free ship mọi người nhé. Một cái túi này là nửa cân là 350.000. Còn mua một cân trở lên thì Hà sẽ free ship luôn. Ở đâu cũng được. Ở tỉnh nào thì Hà sẽ gửi tỉnh đấy, gửi nhanh luôn. Đấy mọi người mua thì Hà sẽ ghi cái số điện thoại đây luôn này. Đó, cái số điện thoại. Đây rồi, đây. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó, số điện thoại đấy. Mọi người ủng hộ Hà nhé. Tết rồi mọi người. Tết rồi nên là Hà cũng tranh thủ bán mấy cái đồ này. Mấy hôm nữa còn có cả măng, cả nấm hương nữa cơ. Cả măng, cả nấm hương nữa. Bỏ đây đi. Nào có túi hút chân không để đây cho tí hấp luôn. Em Thành đang lọc dê. Dê núi nó bé đấy mọi người. Bé không mà. Một con này thì nó rơi vào khoảng hơn chục cân đấy. Hơn chục cân. Rồi đã xong rồi mọi người. Rồi xong rồi bạn Thắng còn đánh thêm cái tiết hoa này thì cho vào lẩu lẩu long ấy. Tiết hoa.
Còn bây giờ đang làm lòng đấy, dạ dày đúng không? Thắng bảo lòng con lợn này ngon không? Ngon mà, ngon chắc là bé bé thôi đúng không? Thế thôi. Ê Thái tẩm ướp nướng à? Hay là nướng à? Nướng là dạ dày với cả lòng non à? Non lòng già. Quên mất mắc kén lại cầm về tẩm mắc kén rồi. Ngon. Nhiều chưa? Đang đây là nướng nó để tim cận à cận thịt giải đúng không? Giải rồi lòng da dạ dày các thứ nhiều lắm. Ừ, mà có 7 anh em, 7-8 anh em. Nhiều chưa? Nguyên cỗ lòng rồi. Nguyên cỗ lòng luôn. Thôi luộc thì chỉ cần tí lòng non. Nhưng một tí ít tim. Cá lách. Gan. Là còn trâu đấy chứ. Trâu gác bếp đấy. Lại say rồi nhờ. Mấy anh em lâu lắm gặp nhau mọi người. Dịch giá nhưng mà cũng lại xong dịch thì lại bận. Đây mọi người ơi, hai đĩa to bịch luôn. Đây một đĩa nướng này. Một tay hàng không bê nổi luôn. Nặng. Còn đây là lẩu. Ăn lẩu với nướng mà vẫn còn thừa đến đây nữa. Đây, bạn Cường đến rồi đấy. Giới thiệu mọi người nha, bạn Cường là trước là giám đốc sản xuất của bên thời trang Lucy Bell. Cũng Cường làm với anh được mấy năm nhỉ? 5 năm nhỉ? 5 năm. Gần 5 năm. Cường thì hơn tuổi Hà. Cường sinh năm 85 nhưng là con thì là dì ruột Hà. Có Bill bắt đầu chàng Bill rồi. Khách đến ăn rồi mọi người, bây giờ mới có 5:30 thôi. Xong rồi, anh em mình ăn thế thôi, hai đĩa thôi. Không thể ăn được hết. Đây em mà còn đĩa to hơn chi tiền nữa. Đang bạn đang nhờ các em hấp trâu với lợn. Thế mọi người còn thiếu bạn Thắng nữa thôi. À còn thiếu em Hoàng Anh nữa thôi. Thắng đang ở trên bếp mọi người. Còn em Hoàng Anh thì tí mới ra. Ở đây mọi người giới thiệu mọi người, đây là anh Lâm. Anh Lâm thì trước đây là kiểu thiết kế và thi công cái hệ thống chuỗi cửa hàng thời trang của Hà. Khắp tỉnh thành luôn, Lai Châu, Điện Biên, tỉnh nào có hết. Thì anh ấy sẽ là vẽ ra xong rồi anh sẽ trực tiếp đi triển khai thi công. Còn em Tú thì trước là chuyên về pháp chế pháp lý của công ty. Còn Cường thì lúc nãy giới thiệu rồi, ở bên bên sản xuất. Còn Cường ở bên phòng kinh doanh. Hello. Cường bên phòng kinh doanh. Còn bạn Thắng thì quản lý đội xe. Em Hoàng Anh thì tí nữa đến thì em Hoàng Anh thì làm bên cắt. Ôi, chờ lâu quá mọi người, hẹn hò nhau 5:30 rồi, giờ 6 giờ hơn rồi. Tí bác cái nồi lẩu ra thôi, nồi lẩu ra mà nướng. Tí nữa anh em nướng tại bàn nhỉ? Nướng tại bàn luôn. Nhìn thằng béo trình bày đẹp quá. Nướng tại bàn luôn. Ngày này nó sang trọng lắm anh ạ. Em ngày 1 tháng 2. Mọi người anh em công ty Hà trước đông lắm. Nếu mà tổng quân số thì mấy trăm người cơ. Đông lắm, nhưng mà bây giờ cũng nhiều người ra cũng thành lập công ty riêng và cũng làm chủ hết rồi. Bây giờ thì Hà vẫn lóc cóc bán dê, bán lợn, bán gà, bán vịt đi mọi người. Đây là trâu nhà Hà này mọi người, đây là trâu mọi người nhé. Còn đây là lợn. Đây cái miếng này là lợn này. Đây là lợn này. Miếng lợn này. Đó. Là lạp sườn này. Đấy anh em mình cái món này khai vị uống bia. Trâu với lợn thì nhìn nó khác nhau thế nào hả? Lợn nó đỏ hơn. À lợn nó hơn. Nhìn nó đỏ hơn, trâu nó thâm hơn. Có lẽ như cái thớ của lợn nó không dài như trâu. Đây là trâu. Đây là trâu đúng không? Còn đây trâu nó thâm hơn. Còn lợn đấy thì nhìn hai màu nó khác hẳn nhau. Đúng rồi. Ăn vào cũng biết ngay. Đấy ăn thử. Mà nào anh em mình uống bia xong rồi. Các là đến sau rồi. Chờ thằng béo đi, thằng béo đang lấy nước. Mọi người nhá, cứ thử trước đã, đang đói quá. Thử trước đi. Xin phép anh em nhá. Chấm nước chẳng chéo luôn này mọi người đây.
thịt mềm ngon lắm. Cái này làm hấp thử nào, thử thử miếng nào. Cơm. Thử đi sản phẩm nhà mình. Đang quay truyền hình chưa dám thử. Anh Lâm, thử đi. Đấy em, đây, em làm miếng này. Anh Lâm ấy thì em xé cho. Anh thử. Châu nó hơi dai này, hào bìa lắm. Cái chấm này cũng ngon. Ôi, cái này nó chấm là chấm cao à? Đến bát nữa. Mình nào em? Ngon đấy. Ở đây vừa làm miếng thịt lợn vừa làm miếng thịt trâu. Thịt trâu rồi. Thịt trâu. Ngon. Sướng. Chấm cái nó hơi cay tí. Cái này. Mà cái giống này lại chỉ hợp với thịt này rồi. Đây là trâu đây đúng không? Cho đây tức là cái chẩm chéo bao giờ phải cho cái lá tươi vào ấy. Ừ. Em ơi, thử tí không? Mình là mua chẩm chéo cho kèm một số nơi là không cho cái lá tươi vào cũng thơm. Nó chỉ là chẩm thôi chứ không phải chẩm chéo. Chẩm chéo đó. Lắm. Ăn đồ này quên rồi. Anh em mình nhỉ. Ngày tái ngộ nhỉ. Thắng đi. Rồi nha. Sức khỏe anh em nhé. Sức khỏe anh em nhé. Mọi người nha. À. Bắt đầu hết tí. Bình tĩnh. Hết rồi. Đây đang nháp chờ đầu bếp xuống. Đợi bạn Thắng nữa mọi người. Cường cũng bảo là mọi người, em Cường nó bảo là cần gì phải nhai trâu đúng không? Cứ làm miếng thịt trâu bỏ tuần. Anh chạy anh mua con xe gì? Xe máy. Anh ơi Lâm giờ đi giao hàng à? Giao hàng. Anh em mình nhớ ngày xưa ở đi đại lý ở Cao Bằng nhỉ. Đi mở cửa hàng Cao Bằng nhỉ, cũng vào một cái chỗ nào ở chỗ thị xã mà chuyên nạp sườn này. Như kiểu là cái gì đồi gió hay cái gì quên. Đèo gió. Chú bán rúi. Đợt trước anh em mọi người anh em đi tỉnh nào cũng có cửa hàng mà. Cao Bằng này cũng có mà. Cao Bằng đâu bằng anh em mình còn lái con Ferrari cam nhỉ? Bây giờ mà kiếm được cái kỷ niệm với con rúi và chất lượng như ở Cao Bằng khó nhỉ? Đây mua thì có 150 con, 150 một con, 150 một con mà rúi ống tre luôn, trên đèo đỉnh đèo gió, toàn bọn trẻ con, mà bọn bản nó to nhỏ lúng tung cả nhỉ? Rúi ống tre đấy, có con tre để cho ống tre luôn mà. Nhưng bây giờ lừa nhiều. Trên Zalo ấy. Bây giờ thì lừa nhiều. Bây giờ cái đấy nhưng mà để kiếm được kiểu rúi mà như được ngày đấy giờ khó lắm anh, đi ăn rất nhiều bữa rúi rồi. Cái 5-6 năm đi Cao Bằng vẫn có cái rúi đấy, bây giờ có rúi nuôi toàn nét của ông tre nhưng mà lừa ấy, toàn lừa thôi. Rúi nuôi bây giờ là nhiều, sướng nhỉ? Sướng nhỉ? Đồ lắm mới đủ người mọi người. Thử cái lạp xưởng này. Lạp xưởng này nhà anh đang bán. Xin em bông tay nhá. Ủa anh lấy cả cái đi. Lấy khúc rồi. Cái này thì bảo dùng đũa thì chịu. Ăn nghe ngon đây món này. Được không em? Thịt lợn thì cực thơm luôn. Cái này cũng chấm. Thơm em. Chấm cháo luôn. Chấm cháo luôn nè. Rất hay là không ngấy. Nó ngậy ngậy thôi. Đúng rồi. Chứ không ngấy. Cái này là không bị ngấy. Nó không bị khô quá. Xong ăn được đúng không? Được. Mỗi tội là sản lượng lạp xưởng bây giờ đang thấp lắm. Không có bán. Lạp xưởng đang bán là 380. Nhưng mà đang không Châu là bán bao nhiêu anh? Châu anh đang bán là 700.000 nhưng tặng chẩm chéo. Miễn phí ship tặng chẩm chéo khô đấy ạ. Còn lợn là 500.000 là cũng tặng chẩm chéo còn đi ship giá hợp lý quá nhỉ. Tết làm đôi cân trâu về đôi túi trâu về là thoải mái ăn nhắm Tết và Tết là cứ thế này thôi. Bây giờ khách đến nhà hoa quả bánh kẹo thì ngại đúng không? Bởi bạn cô kiếm gì đâu cũng nghe không làm mấy lon bia rồi sao? Làm mấy lon bia là xong. Gọi vài két bia cất đấy nhỉ? Anh em đến. Anh em đến là mấy cái này đồ này xé ra còn nhắm được chứ còn chả ăn được. Mà bây giờ bắt buộc cái này để 6 tháng thoải mái nhá, bỏ tủ đông để 6 tháng luôn, không vấn đề gì.
Thành ra bây giờ là phải như mọi người ạ, Hà phải làm từ bây giờ chứ không đến Tết thì thực phẩm nó tăng lắm. Nên mình bắt buộc phải làm số lượng. Bây giờ cái này là cái cách để mình là như nào, hấp cách thủy hay là như nào để mình... À, mình về thì mình hấp cách thủy khoảng 15 phút, 10 đến 15 phút là mình ăn thôi. Rất là nhanh. Cứ cho vào nồi để kê cái bát lên, đặt cái là cho nước vào, bật bếp lên là xong rồi. 10 15 phút là ăn được luôn. Mang là sẽ ăn luôn. Thế nên Tết này tôi xung phong là tôi đi sắm Tết. Bỏ vợ thôi, cứ làm gì làm để à, bố thì... đi sắm Tết cho. Anh sắm này thôi, còn Tết nào anh em chẳng truyền thống cách bia mà. Em nhớ được trước cái này không biết làm ấy, em cho vào trong lò đi sắm, quay xong về sau ra. Nó cứng, nó khô. Nó cứng khô. Xong nó khô, anh còn không biết, cái đợt anh bán xe ấy, ông bán xe bán tải ấy, là cái bác cũng ở Lai Châu, bác cho 3 cân. Thế là mình ăn được một tí mà mình không biết mình để ngăn mát. Thế là, thế một thời gian sau mới mổ ra thì lại mốc, rồi tiếc. Thế mà vẫn rửa đi rồi chén. Thực ra thì rửa đi là ăn bình thường mà. Rửa. Anh đánh sạch cái đấy anh lại cho vào hấp ra. Nếu mà như kiểu ở quê là nó mốc ấy, rửa đi xong lại hút khói. Nó lại thơm ngon ngay mà, rửa đi nó lại hút khói nhấp. Thế là vợ mình thì cứ ngàn sờ đau bụng, mình có thấy đau bụng đâu. Thế tỉm hết đấy. Chứ mỗi mình à, xin mời anh em. Mời anh em. Đây, có thang rồi, có thang rồi. Chơi mọi người em. Túi em gì đây để anh cầm không? Không biết, cho đi chơi. Chơi mọi người, đây là lòng luộc ấy. Luộc ấy. Lòng ngon không? Đặc thịt. Đấy, bây giờ là món lòng nướng. Kẹp vỉ như đây này, cưng này. Vỉ đây, đây vỉ đây. Chính là món lòng nướng. Cái này trông thế thôi, ăn một lúc thấy ngon ngon đấy. Vâng. Nó càng về sau nó càng ngọt ngọt của đấy. Có cảm giác là nước chấm nhiều thành nghiện. Nhiều thành nghiện mà. Chà đá. Ở bộ lòng này như là anh Thắng mua từ sáng đấy ạ. Mua sáng đấy, đặt trước đây. Mua sáng từ chợ, bán trước chợ. À đấy mọi người, đây là em Hoàng Anh. Trước là làm bên phòng cắt vải của bên Hà. Siêu mẫu, à phòng cắt kiêm người mẫu chứ. Kiêm người mẫu. Có thời gian chụp ảnh nhờ. DC. Bây giờ mà search Google là... Có đấy, cái gì ảnh thương hiệu của Google là kinh ấy. Kiêm người mẫu anh ấy. Con này còn lắm. Bỏ, bỏ cái sống ra, bỏ cái sống ra đi. Nổ thức ăn bột á. Bây giờ cho các bạn đã. Nước chấm kinh quá nhỉ. Chấm đường đấy, kinh quá nhỉ. Kéo làm chuẩn lắm. Nước này là, nước chấm này là Tuấn Yên truyền lại đấy. Tuấn Yên truyền, đúng sư phụ Tuấn Yên truyền lại quả nước nước chấm này mọi người. Đây là cháo xong. Đấy ăn được cháo lẩu xong. Ăn lòng nướng này cũng hay vết, mình ăn luộc nhiều rồi đúng không? Hôm nào thử nghĩa tiêu ấy, nghĩa tiêu món nước chấm bảo em có thằng hỏi công thức 10 triệu em không bán rồi nó chán ấy, chán tuổi ớt rồi. Nó cũng đi học mất thời gian ấy, làm đầu bếp khoảng mấy năm ấy. Nó hỏi em có món chấm nướng đỉnh cao, có thằng giải em 10 triệu em không lợi. Chắc là món gia vị chanh tỏi ớt thôi đúng không? Truyền thống. Mình bảo hôm nào mình về mình sẽ đầu tư mồi, còn mày thì cho tao thưởng thức món nước chấm rồi. Như bây giờ đi cắt ở đâu mà anh? Cắt ở? Nhận hàng cắt công nghiệp ở... Mọi người nói thấy nói chuyện rôm rả không? Mọi người Hà Bình giờ may cũng đang rầm rộ vết đấy. Anh em hãy thử cái lòng đi. Cái này có vẻ là không đúng vị đúng không? Thôi đúng rồi, bỏ dư đi. Nói cái này là nước chấm dê, các em nhân viên không biết. Thắng ra. Đấy, bạn Thắng đây nó đủ tim rồi. Đủ tem rồi. Làm tí quạt nhỉ. Làm tí quạt, phe phẩy rồi. Mình trang bị ấy kia hơi ấm. Hơi ấm rồi. Quay rồi. Em còn cường. Đang nóng đây này. Chấm đưa, chạy kia rồi thôi. Mình đi này. Mình đi vào bảo anh mặc cái áo nó mát mát thôi. Mình hiểu thôi, biết đâu uống bia uống rượu vào ấm cúng tí. Đi rằng. Khoan em vô cái nhỉ. Đấy, cho quạt vào cái đó. Nghe biết là truyền hình mặc cái sơ mi. Anh nóng dậy con thôi, mọi người đang. Đó, các bạn nhỉ. Bia của anh nhỉ.
Xe phẩy đấy em ơi. Mời mọi người nha. Các anh em nhé. Tú đâu? Quản ca thôi. Hoàng ca thằng béo quản ca đi. Anh em ơi. 2, 3, số. 2, 3, số. 2, 3, uống. Uống thế nào chưa? Hết. Hết chưa? Căng chưa? Nhiều đá như mùa đông. Mạnh. Mạnh quá. Mạnh quá. À toàn nước đá. Sơ. Ba. 2. Ba. Lòng lớn đây mọi người. Số 4 số to, số 1 số bé nhất à? Thơm nhỉ. Khá không nói quá đâu nhưng thực sự là thơm. Đây 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 là tim, cú tim đúng không? Vâng, cú tim anh ạ. Ừ, cho cái tim đây. Đây là bộ lòng anh, nguyên bộ lòng đấy. Đây là nguyên bộ lòng. Nguyên to mà nó làm cái này. Bộ này là 600 một thằng. Thôi, cái này là thằng này tự rơi vào đây nhá. Không phải là anh cố tình nữa nhá. Mình biết là cảnh báo cholesterol rất nhiều nhưng mà mình toàn trốn đi ăn cháo lòng. Đây nha mọi người nhá. Cho nó đỡ mặn. Sớm nhất là sáng chủ nhật nhá. Đi. Đây đây, mình cứ để đây. Làm như lòng luôn đấy. Ngon đấy, lòng thằng nhìn nó chắc quá đấy mà. Thử ra nó ngon lắm anh ạ. Anh em phải thử miếng lòng đi. Nhưng mà kiểu như cách pha nước chấm của thằng béo là không bao giờ cho ớt. Lòng nhưng mà chấm chéo luôn. Đây là cái thứ này. Thằng béo ơi, trung tâm chúng ta chấm là phải chai 3 bát ớt. Đây. Tấm mắm nữa chảy ấy nhỉ, để chảy từ đám kéo này ra. Mình đặt trước thì nó. Lòng non. Từ miếng lòng non mình ra ngon. Lòng non ngon hơn phèo đấy. Mọi người dùng đi. Ngon nhé. Ăn thử ngon. Để em lên nó chế quả ớt nhé. Thế là thằng Thanh làm chứ không bỏ ớt. Thanh nào? Lấy quả chanh không được ạ? À, được lòng được không bạn? Ngon lắm, nhờ mấy nước. Ở đây lọc lá lòng đây. Lòng thằng béo chọn ngon lắm, nhìn này. Quá nhiều gia vị chấm luôn. Cũng không cần phải lòng dày lắm luôn. Ăn cũng sướng. Ngon này. Thế này là vừa ngon lắm. Đây thử miếng rồi mọi người. Mời mọi người nhá. Con này lấy ngoài thôi, lấy trong lòng mổ thì không có lòng này đâu. Chung là Hà vẫn thích rồi mỡ truyền thống hơn nhưng mà Phan Thắng thì sẽ làm kiểu là sẽ cho khác một tí, là cho tí lạc mọi người ạ. Đặc vùng miền đấy, người Hà Nội an toàn dùng loại này nhiều mà. Người xu hướng kiểu cứ không thích kiểu nội tạng ấy, nhưng mình thấy bây giờ như ở trên phố quán lòng các thứ nó vẫn mở đông, hàng tuyển đấy, đông nó đông luôn. Tí cho Cường xem quả quán lòng ở chỗ Đại Từ chỉ bán mang về thôi ấy. Chỉ bán mang về thôi nhưng mà một cái chậu lòng ấy, nhìn bà làm lòng người biết là cái sản lượng bà ấy bán. Tôi phong cách là tháng rồi làm hai nháy cái lòng cholesterol hay cái gì đó không biết. Tầm bụng cái tầm đấy. Tháng phải được đôi bữa lòng chứ đúng không? Chứ không để thèm lắm. Các bác xem video của Hà có rất nhiều bác là ở bên Mỹ chẳng hạn cũng rất là thèm ăn cái lòng này. Xin chào anh em nhá. Cảm ơn đầu em nhá. Được rồi. Thế thăm bác hai. Ai anh nào? Anh ba anh em. Ba anh em. Anh là thằng này em út đúng không? Thôi anh mình bác cả hai đây bác thứ. Đây là thằng em út của tao nhá. Anh Hà chứ mà. Anh Hà với anh Lâm anh chú Hà sinh trước hay anh Lâm sinh trước nhỉ? Lâm sinh trước. Anh Lâm trước. Lâm trước. Rồi. Đúng rồi. Nó tính giờ. Anh với anh Lâm là sinh nhật cùng nhau. Nhưng mà khác cái đạo rồi. Cứ tưởng là cùng tháp 7 nó tính giờ. Đấy là bác hai là đúng rồi. Đúng rồi. Thắng là một cá đúng không? Làm gì chẳng làm được anh. Đấy, anh là chợ cá đấy. Anh Cường chỉ nhớ thôi, anh đánh món cái canh thịt của anh Cường ấy. Không, anh giờ thất truyền. Anh thất truyền là đánh tiết canh rồi, toàn nhiệm vụ cho Cường nhỉ. Thế giờ ở Rossi là cứ ăn tiết canh là hôm vừa rồi về quê vợ là ông cậu đánh tiết canh mà nó khô quá, mình tỉnh ba bát ai sợ. Thôi tôi kệ. Tức là phải văn ôn võ luyện anh. Đúng rồi. Anh nghỉ Rossi anh thu chuột thì anh bảo anh em cho mấy bát tiếng anh dê đi.
Nhiều đồ quá. Thế giờ cho mất tô hai bát rồi anh ạ. Mấy anh em chia nhau đấy. Anh cho anh 5-6 bát tới canh dê nhá. Ờ cho một đĩa. Một đĩa bé. Ở trong một đĩa nhá. Một đĩa bé. Cái này. Đấy. Chín chưa? Chắc là cái lòng gà là ngon nhất đấy. Sắp được rồi, một tí nữa thôi là được, cho nó kỹ tí. Em nhận cuốn tim. Cuốn tim ăn nó ngọt. Vì ăn nó giòn, sờ cơ nó thì ăn cuốn tim mới thiên giải đúng không? Thiên giải. Nhiều người thích ăn cật, nhiều người thích ăn gan. Anh bao giờ vào quán cháo lòng là phải phệt bát 40-50 nghìn tùy quán, chỉ có lòng non thì giả. Bình thường bán 30 nghìn anh bao giờ phải nhân định nhân tích điểm tí đúng không? Bây giờ trên phố là 40 rồi, bao là 40 rồi. Anh ăn sáng anh ra trên phố. Anh nào đấy? Em thăm bác cả đây. Em chúc anh sức khỏe. Kìa, mình cả đấy rồi. Em thăm bác ba. Thăm bác ba. À quên nhỉ? Chúc cho anh sức khỏe nhá. Tính cho tuổi tác. Lâu lắm rồi. Ba phải là anh Cương nhá. Anh Cương còn sinh trước anh Hà mà. Lâu lắm rồi gặp. Đâu nhỉ? Lâu hết rồi. Lắm rồi nhưng mà. Ăn lòng nướng đi, nướng chín rồi anh em. Chín rồi. Đây, mọi người ai thẩm trước nhỉ? Cho Chúc sức khỏe. Không, mùi tàu mùi tàu nhỉ? Mùi tàu mà to này á? Vâng, còn to hơn mùi tàu Tây mà anh. Không, đắm đùa, mùi tàu đâu mà. Tàu mùi Việt Nam đâu. Ôi thế à? Nó phải mùi Việt Nam đó. Mùi Việt Nam đây này. Mùi Việt Nam này. Tàu thì nó phải to rồi. Đây là mùi Việt Nam này đấy. Tàu thì cái gì cũng to rồi. Cái này là gì? Húng chó. Húng chó à? Cái đấy gọi húng vịt chứ nhỉ? Mà có chú là... Húng chó là húng này. Ờ, húng chó là húng vịt chứ nhỉ? Húng quế. Húng chó. Anh nghĩ là húng vịt hợp lý hơn. Húng chó là húng khác. Thằng này ăn với ăn thịt, lợn, thịt vịt rất vừa, với đồ nướng. Ăn thịt lợn ăn đâu đấy? Nó hợp với đồ nướng mà. Đúng rồi, nó hợp với đồ nướng. Dày á? Dày. Trong đấy ăn cái gì được, rất dễ ăn. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây, đại ca làm thêm cái này giải. Ôi, cảm ơn. Nhưng mà người ta bảo hái phải có kiểu ăn mới được quay. Mình là mình nhịn từ trưa, nó không có lý do cả. Đấy. Anh mẹ bây giờ vẫn trồng rau nghe. Bạn Cường là em con dì ruột của Hà đấy. Được cho vui. Minh bảo. Xứng rồi. Không làm bà không chịu rồi. Cái gì đó. Có đâu phải ăn lẩu. Con này là hơi thô thiển. Xin phép anh em nhưng mồm phồng hơi to. Thế nào cần? Ngon lắm anh ạ. Ngon. Ngon lắm luôn. Ăn mọi người thỉnh thoảng mọi người ăn nướng lòng đi, ăn lòng nướng đi cũng hay lắm. À, mình ăn luộc, ăn lẩu, ăn các kiểu rồi nhưng mà mình thay đổi bằng cái nướng này cũng ngon lắm. Nếu mua vào một đĩa đầy này mọi người này ăn thì bao giờ rồi hết được. Thế thì mọi người ấy, thì còn cái nồi lẩu cháo nữa kia nhưng mà bây giờ mà ngồi loanh quanh rồi quay rất là lâu mà sốt ruột rồi, anh em lâu mới gặp nhau rồi thì cũng phải chiến cái nồi này hết mình luôn thì nó sợ là vỡ nghiu. Thì còn nồi lẩu nữa cơ thì Hà cũng xin phép kết thúc video đấy mọi người nhá. Mọi người hãy cho Hà một cái comment tích cực cũng như hãy cho Hà một cái bình luận này chia sẻ video của Hà nhé. Đăng ký kênh của Hà theo dõi video mới nhất nhé. Xin chào mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhá. Chào.